chào tất cả anh em. Hôm nay cơ sở mình cường có con Kuta 518 đời 2018, máy đẹp, máy gin có sẵn tại cơ sở mình cường, máy vào đẹp. Mấy anh em cần xài thì liên hệ với cơ sở mình cường qua số điện thoại 0917855234 để liên hệ trực tiếp nha mấy anh em. Đây là con 518, mình còn hai con, con 518 là 2018 luôn, máy đẹp, máy gì. Anh em cần xài con 3508 thì liên hệ mình cần qua số điện thoại 0917855234 xem xe trực tiếp tại ngã ba Lô Tẻ Rạch Giá nha mấy anh em. Khu vực Thế Thịnh 1, Thế Thịnh nước nốt phố Cần Thơ. Máy bao đẹp. Anh em nào đam mê dòng nồi đồng cối đá thì qua Linh Đe 5310 xe chạy 2 giờ, máy gì từ A tới Z. Thay vỏ sao gai cao nguyên đỉnh nha mấy anh em, 16928 vỏ mới. Số 0 máy chạy hàng 370 giờ, xe đẹp nhớ anh em, 90%. Máy nhìn từ chi tiết. Anh em xài dòng máy vua qua 6040, máy đẹp đời 2019, liên hệ với mạnh cường qua số điện thoại 0917855234, địa chỉ khu vực Thế Thịnh 1, Thế Thịnh nước nốt phố Cần Thơ nha mấy anh em. Liên hệ qua số điện thoại 0917855234. Nhất của ta chính hãng đầy đủ rồi mấy anh em. Tôi tổng luôn rồi nè. Ta đầu trở cài vỏ ghim. Vỏ uống gửi ra tám đầy đủ anh nè. Vỏ số 010, vỏ 818 đầy đủ hết. Mâm 818, 16928, 4928 đầy đủ. Vỏ 80%. Một kéo của ta. Của ta gần 2 bên đây đầy đủ rồi nè. Một kéo. Cán đầu của ta nè. Anh em cần xài mặt hàng là gốm quái nông nghiệp tê phụ tùng, liên hệ với mình cường qua số điện thoại 0917855234. Xin chào và cảm ơn tất cả các anh em.